mở đầu trước một tông môn đã nhìn thấy luồng sức mạnh và đất đá bay tứ tung trước mắt là ba ông sư phụ của nam chính đang dùng ba thuật tiên thuật và phù lục và trận pháp hung hăng đánh tới quát tên đệ tử mình diệp trần hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tàn ác một đòn tấn công mạnh mẽ như muốn xé cái tông ra làm mấy mảnh sức mạnh của ba ông sư phụ kia đánh xuống sáng khắp tông còn khiến đất đá bay loạn thêm lần nữa nhưng đệ tử diệp trần này lại cười khẩy đầy đắc thắng trên tay cầm một tấm phù được kẹp bằng hai ngón gọi sư phụ một tiếng bảo mọi người vẫn là già rồi anh phất tấm phù ra sau chuẩn bị ném tới đồng thời nhảy lên hô xem ta tất cả phản lại hết khi lá phù được ném đến phía trước lại biến ra thêm nhiều tấm với linh khí mạnh mẽ hơn của ba ông sư phụ nhiều ba người sư phụ khi thấy vậy thì đã méo mặt cùng hết tiêu rồi nhưng cũng không tránh khỏi một đòn kia văng mạnh vào tường đến thủng cả ra vang dội âm thanh giòn tan của xương cùng tiếng la của ba người sau đó lại bị trói lại dính luôn trên tường như cái kén một ông lại như con run nằm trên đất vùng vẫy. Diệp Trần bên này lại thong thả cười nhạt một cái gọi các vị sư phụ. Anh bước từng bước về trước bảo lần này, trên tay anh vẫn còn đang cầm một tấm phù đang cháy tay kia lại chắp phía sau tiếp câu, là đồ nhi thắng rồi đúng không? Tay anh chấp ấn mặt cao ngạo lộ rõ giữa miếng dán trên dâu của sư phụ tóc đỏ hỏi, lục sư phụ à, người nói hiệu quả của phù lục có tốt không? vừa cởi được phù trên người ba ông sư phụ đã lao tới xoắn tay áo mặt mày tức đến tím tái gào lên muốn đấm chết thằng đệ tử trời đánh vi sư dạy ngươi dùng phù lục như này sao diệp trần không kịp phản đòn đàng la hét a a a kêu cứu lục sư phụ đáng chết người a à. một lúc sau trời quang mây tạnh diệp trần đã bị giáo huấn một trận nhỏ bé quỳ trước mặt ba người ba người sư phụ khoanh tay hậm hực đứng trước mặt anh sư phụ đeo kính lại gọi tiêu trần à con đã học được chân truyền của bọn ta rồi y đạo tiên thuật trận pháp phù lục bói toán phong thủy toàn bộ tinh thông sư phụ tóc đỏ cũng cười nhẹ tiếp câu ta cùng với các sư phụ của con đã thương lượng qua rồi mọi người đều đã đồng ý truyền lại y bát của thiên y môn cho con diệp trần nghe vậy thì hào hứng tròn xoe mắt long lanh nhìn ba người hỏi thật ạ à, mọi người thật sự truyền lại cho con sao một vị sư phụ giơ tay ra trước mặt diệp trần bảo đừng vui mừng quá sớm thiên y môn trước ngươi đã thu nhận tám vị sư tỷ con phải xuống núi để được sự chấp thuận của họ mới có thể chính thức kế thừa truyền thừa y môn diệp trần toát hết mồ hôi hán nhìn lên trên tưởng tượng ra mấy vị sư tỷ kia người thì mập như hà mã một người lại gầy như cây củi thầm cảm thán mấy ông sư phụ mình tám vị sư tỷ gu thẩm mỹ của các sư phụ cực kỳ dị thường có lẽ tám vị sư tỷ đó đều xấu xí nghĩ rồi diệp trần trực tiếp quay đầu phất phất tay đáp không đi không đi nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ vẽ phù của con con vẫn nên ở lại đây phục vụ các vị sư phụ sư phụ đeo kính nghe vậy thì điên tiết đến há hốc sau đó ném đến cho diệp trần một tấm ảnh kèm ngọc bội diệp trần bắt lấy tấm ảnh mặt lại có chút nhăn nhìn lấy anh nhìn vào tấm hình không có tí cảm xúc nào nhưng vẫn là có phần đỏ mặt trước nhan sắc người trong hình đang chấm hỏi chưa hiểu thì vị sư phụ kia đã lên tiếng bảo xem đi trên ảnh là sư tỷ của ngươi đến hải thành tìm bọn họ đi cầm lấy ngọc bội này đi vì đây là tín vật đấy tám vị sư tỷ này của ngươi dung mạo như hoa quốc sắc thiên hương cô gái trong hình có mái tóc xanh khuôn mặt lại hết sức lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút diệp trần nhìn lấy vị sư tỷ trong hình liền thay đổi biểu cảm còn a à một tiếng nói mỹ nữ sư phụ đeo kính xoay người nghiêm túc bảo ngươi hãy tận dụng tốt cơ hội của mình đừng để bọn ta thất vọng ông nói rồi lại quay đầu nhìn diệp trần nhưng anh đã biến mất từ lúc nào khiến ông bất ngờ hả một tiếng người đâu rồi diệp trần một thoáng đã bay ra khỏi tông môn khiến ba ông sư phụ quát đại sư huynh tiểu tử này lại xuống núi rồi tiểu tử thối diệp trần bên này lại bay thẳng một đường không ngoảnh lại còn dơ ngón trỏ đầy uy tín bảo được rồi con nhất định sẽ khiếm tám vị sư tỷ này tâm phục khẩu phục với con ba ông sư phụ đứng trước tông im lặng chốc lát sau đó lại khóc như mưa bắc trúc được gánh nặng ra khỏi tông vậy sư phụ tóc đỏ nói thật không dễ dàng chút nào cuối cùng đã lừa được tên nhóc này xuống núi rồi sư phụ tóc nâu khóc rồng bảo đúng vậy toàn bộ mọi thứ đều bị học hết rồi sư phụ đeo kính mệt mỏi tiếp câu thật sự bị vắt khô rồi đến một giọt cũng không còn quay lại chỗ diệp trần anh đang đứng trước một chuyến xe buýt cứ không lên à là không được cho lên chứ không phải là không muốn lên bác xe buýt bực dọc quát muốn ăn chùa sao không có tiền thì cút xuống xe đi diệp trần cầm tay nãi mặt bơ phờ mắt cũng trắng ra nói tiêu rồi không cầm tiền xuống núi đi vội quá không lấy tiền của mấy ông già rồi đói quá mình phải tìm cách kiếm tiền mới được đột nhiên anh lại mở bừng mắt bảo có rồi diệp trần tìm một chỗ vắng sau đó cởi áo xoẹt xoẹt mấy cái nói tự làm một chút như này rồi như này diệp trần đã làm được một tấm bảng với cái áo của mình vui mừng hô lớn thiết khẩu thần đoạn, đảm bảo chữa bách bệnh. Đột nhiên anh quay đầu nhìn sang cô gái đang cầm cây kem bước tới. Cô gái kia thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm như vậy thì khó hiểu hỏi nhìn cái gì. Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à chuột hôi hám. Khi cô lướt ngang người Diệp Trần đi về phía trước thì anh đã nhìn theo cô gọi tỉ tỉ. Cô gần đây dạ dày có vấn đề, khí huyết không thông nên ăn ít món lạnh, dầu mỡ để kinh huyết lưu thông hơn. Cô nghe vậy thì khựng lại sau đó quay đầu nhanh chóng nhìn anh nghĩ thầm, cậu ta làm sao biết được bà gì của ta có vấn đề lúc này lại có một chiếc xe màu đỏ dừng gấp lại diệp trần đứng trước đầu xe khó hiểu mà đứng ngây ra cô gái tóc vàng ngồi trên xe nhìn anh rồi hỏi xin chào xin hỏi cậu có biết thiên nhất sơn đi hướng nào không diệp trần một ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô gái kia nghĩ thầm sắc khí nồng đậm quá nghĩ rồi anh lại nhăn mặt nói thiên nhất sơn tôi biết nơi đó hoang sơ dã thú lại nhiều cô đến đó làm gì cô gái kia nhìn anh đáp tôi nghe nói thiên y môn ở thiên nhất sơn trong môn có một vị thần y tôi lần này đến chính là tìm ông ấy Diệp Trần nghe thế thì nghệt mặt ra biết ngay người đó là sư phụ mình, người mà cứ nhét những lá thảo vào mồn sau đó lăn đùng ra ra bảo thứ đồ này có độc. Vừa nghe thế thì anh đã nghĩ thầm hai từ thần y, không phải cô ấy đang nói ngũ sư phụ của ta sao. Kẻ thích nhét thảo dược cổ quái và miệng người để khoe khoang đúng không? Nghĩ rồi Diệp Trần quyết không để con mồi trước mắt chạy đi tìm cái ông sư phụ cổ quái của mình. Liên cười phá lên chỉ vào lá cờ được làm bằng tấm áo trên lưng nói, tiểu tỷ tỷ sao cô lại lên núi tìm thần y, cô nhìn này chữa bách bệnh hơn nữa thân thể cô không có bệnh, chỉ là ách vận truyền thân sẽ gặp thảm họa đổ máu. Cô gái kia nghe thế thì liếc xéo Diệp Trần khó chịu hừ một tiếng bảo, cậu còn quá trẻ làm gì không tốt, chứ đừng làm lừa đảo, nói xong cô liền phóng xe rời khỏi để lại Diệp Trần hụt hẫn bảo vẫn chưa nói xong mà, kiếp nạn chưa hết nam chính lại mò vào tiệm tạp hóa nhưng tiền thì không có, nên đã bị bà chủ hung dữ chống nạnh quát lớn chẳng nể trai đẹp, không có tiền còn muốn ăn bánh mì. Cút sang bên kia đi, diệp trần đáng thương bị hắt hủi bụng đói cồn cào đến chảy cả nước miếng bụng lại kêu không ngừng khuôn mặt lờ đờ tay lại gãi gãi nghĩ ngợi làm như nào mới có thể kiếm được ít tiền đây đột nhiên lúc này lại có một tiếng hét lớn các ngươi là ai khiến diệp trần chú ý nhìn sang cô gái tóc vàng lúc nãy đang bị một tên tóc xanh cầm dao uy hiếp tại sao lại muốn bắt ta tên tóc xanh cười thích thú dơ dao hù dọa bảo ngoan ngoãn cho ta nếu không thì hai tên khác cùng hắn vây lấy cô gái chân yếu tay mềm lôi lôi kéo kéo lại kề dao đến khuôn mặt đang hoảng loạn kia cười đều nói ta không ngại để lại trên mặt xinh đẹp này vài vết sẹo đâu nhanh vào trong đi Diệp Trần lúc này lại xuất hiện như một vị thần còn cười đắc ý gọi tiểu tỷ tỷ một tiếng ta đã nói tỷ sẽ gặp họa về máu mà anh đứng trên con xe ngầu đét vác trên vai là tấm bảng của mình khiến chúng há hốc mồm nhìn lên anh lại một giọng nói cao vút hỏi bây giờ đã tin chưa cô gái tóc vàng ngước lên nhìn anh gấp gáp bảo bọn chúng là cướp nhanh giúp ta gọi cảnh sát diệp trần nghe vậy thì cười tươi chắc nịt trả lời cô việc nhỏ như này không cần làm phiền các chú cảnh sát đâu tôi có thể giúp tỷ xử lý chẳng qua phải thêm tiền tình hình cấp bách cô nghe vậy thì không cần trừ gì liền đồng ý bao nhiêu tiền tôi cũng trả nhanh giúp tôi đi bọn cướp kia cầm mấy con dao nắm chặt cô gái kia chừng mắt nhìn diệp trần quát tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quản nhiều chuyện nếu không ta sẽ chém ngươi một đao diệp trần nhìn xuống bọn chúng như kiểu chắc anh sợ sau đó cơ thể bị nhòe đi một chớp mắt chỉ dùng từ thể nhảy bậc người từ phía sau rồi lộn mèo trước khi đáp đất đáp lời hắn không quản nhiều chuyện ta làm sao có thể kiếm tiền đây khi diệp trần đáp đất đã hạ luôn một tên đang nắm lấy tay cô gái tóc vàng khiến cô phát kinh ngạc nhiên không thôi còn tên kia thì bị diệp trần ngồi lên người mặt lại bị anh ấn xuống đất không chống trả lại được hai tên còn lại thấy thế thì chừng mắt há hốc sau lại quát lớn cùng lên chém chết tiểu tử này diệp trần nghe vậy thì cười phách he he mấy tiếng Nói thì nói thế chứ khi Diệp Trần vừa quay đầu thì bọn họ đã chạy bạc mạng hết chạy mau. Diệp Trần làm sao cho bọn chúng đi dễ dàng vậy được khi đã nhận tiền thì phải làm việc chứ. Một nụ cười gian xảo lóe lên anh đã dơ cây bảng về trước nói. Hay vậy mà đã chạy rồi, ta còn chưa làm nóng nữa. Nói xong Diệp Trần đã chọc ngay vào của quý của hai thằng một lượt khiến hai đứa nằm lê lết trên đường run rẩy khóc không ra nói cũng chẳng nói được. Anh nhìn bọn chúng cười nhếch miệng một cái chống lạnh nói, tiểu tỷ tỷ. Lời vừa nãy còn tính không, Cô gái tóc vàng nhìn qua hai tên đang quần quại kia rồi hỏi Diệp Trần. Cậu muốn bao nhiêu tiền? Anh giơ hai ngón tay đáp 200 tệ. Vừa nãy nói rồi phải thêm tiền. Cô nghe vậy thì bất ngờ đến tròn mắt nghĩ 200 tệ. Vốn còn nghĩ cậu ta muốn 200 vạn cơ. Không trần trừ cô liền lấy điện thoại ra bảo. Đưa mã QR cho tôi. Tôi sẽ chuyển khoản 1.000 cho cậu. Diệp Trần móc cái điện thoại Nokia của mình ra rồi chỉ vào nó thắc mắc hỏi cô. Mã QR là cái gì? Trên nói ngoài ngựa ra thì ta không có. Cô nghe thế thì ôm đầu bất lực bảo, cậu đến cả mã QR cũng không biết, có lẽ không phải đến điện thoại cũng không có chứ, Diệp Trần còn giơ ngón tay lên khoe về công dụng của chiếc điện thoại đập đá của mình. Tam sư phụ cho ta đó, có thể gọi điện và chụp ảnh nữa rất tiện nha. Cô gái tóc vàng mặt chán chẳng muốn nói bảo bỏ đi, cậu theo tôi. Hai người nhanh chóng lên đường đến Thiên Y môn, cô gái tóc vàng hỏi, cậu vừa nói biết Thiên Y môn ở đâu là có thật không? Diệp Trần đáp tất nhiên, cô lại bảo cậu đưa tôi đi tôi cho cậu thêm một nghìn tệ anh nghe thế thì liền đồng ý đáp không vấn đề chẳng qua là cô tìm thần y để làm gì cô đáp ông tôi bị bệnh tôi muốn tìm thần y để đến hải thành trị bệnh cho ông diệp trần cầm hai nghìn tệ trên tay hào hứng tới mức chảy cả nước miếng lẩm bẩm hai nghìn tệ cả đời này tôi trước giờ chưa nhìn qua nhiều tiền như vậy tôi nên tiêu kiểu gì đây cô nghe thế thì nhìn anh với ánh mắt nhìn sinh vật lạ càng khó hiểu nghĩ thầm chàng trai này không phải là trước giờ chưa từng nhìn thấy thế giới chứ hai người đã đến thiên y môn vừa xuống xe Diệp Trần đã nhảy chân sáo bước lên bậc thềm. Áo thì rách mất lưng vừa bước lại vừa hô đến rồi đến rồi cứ như thằng nào trốn chạy nói, chính là chỗ này. Anh bước đến cửa tông thẳng thừng đập cửa hét, các sư phụ mau mở cửa. Con mang một vị khách đến, vừa nghe tiếng hét quen thuộc kia ba ông sư phụ đã phụt hết nước trong mồm không tin được. Ba người lập tức ngưng trọng nhìn ra cửa mặt mày nhăn nhó vừa là phỏng đoán vừa là tính đoán cho cái mạng già của mình. Sư phụ tóc vàng liếc nhìn hai người còn lại bảo hỏng rồi, tiểu tử thối quay lại rồi còn đem theo một người ngoài. Sư phụ tóc đỏ phán đoán chắc hẳn nó đã gặp rắc rối gì đó và bị đuổi lên núi. Sư phụ đeo kính lại cau mày tính toán, nhanh như vậy đã lên núi. Không phải là gây ra nhiều rắc rối gì đấy chứ, chúng ta hay là nhanh chóng bỏ đi. Phía ngoài Diệp Trần đột nhiên lại không đập cửa nữa mà chuyển sang hả một tiếng. Anh xoay người chỉ vào chiếc máy bay bay ra khỏi tông nói với cô gái tóc vàng, thật xin lỗi mỹ nữ. Thần y mà tỉ tìm bay rồi, cô nghe vậy thì rớt nhẹ mồ hôi trà bá không nói được gì. Thần y bay mất cô gái tóc vàng đành về biệt thự nhà mình. Diệp Trần và cô vừa bước xuống xe thì cô đã bất ngờ gọi lớn đường tỷ, đại bá, mọi người sao lại ở đây. Ông chú bụng bự đít theo mặt bạm trợn này là đại bá Tần Sơn, cô gái với mái tóc vàng giống cô gái kia là đường tỷ Tần Sương Tuyết. Đường tỷ khoanh tay ánh mắt xem thường Diệp Trần nói. Tần Sương Nhi, cô bỏ lại ông nội bị bệnh nói đi tìm thần y. Không phải là tìm một tên quê mùa chứ, Tần Sương Tuyết nghiêm mặt trở lời không sai. Diệp Trần là thần y ta mời về, Tần Sơn cười lạnh nhìn cô đầy ác ý nói. Cháu gái lớn, ông nội bệnh nặng không ở bên chăm sóc báo hiếu, mà lại tìm một thứ đồ gì. Cô rốt cuộc có tâm ý gì, nói nói chưa hết cái nư ông ta liền quay sang chỉ vào Diệp Trần gống cổ quát được rồi. Ta biết ngay cô tìm không được thần y liền tìm một tên hàng nhái đến bù vào, vốn dĩ chẳng có hy vọng gì vào cô. Cô lại tự mình thừa nhận rồi, đứng trước những lời nói như mới hít thúc phiện của ông ta thì Diệp Trần chỉ lạnh mặt nhìn ông ta. Đường tỷ kia lúc này lại cười nhạo nói cũng là những lời chế diễu, Tần Sương Nhi. Cô nếu đã tìm một tên hàng nhái chí ít cũng phải tìm một người gần giống chứ. Cùng với loại quê mùa này tôi cảm thấy không khí hình như bị ô nhiễm rồi. Diệp Trần nghe vậy thì đã nhịn không được hỏi ngược ai nói ta là giả. Ngược lại là các người, lão già bệnh nặng không những không muốn chữa. Mà lại ở đây trách móc người thân, đúng là nhân tài trăm năm hiếm gặp. Đường tỷ nghe thế thì nhăn mặt bảo ngươi đang nói cái gì quái lạ vậy. Diệp Trần mặt mày lạnh tanh ánh mắt cũng bé nói ra trọng tâm. Ta không quái lạ nhưng ngược lại là cô, âm dương hỗn loạn hư hỏa cuốn thân cô có phải luôn cảm thấy khô và nóng không trên người còn mọc rất nhiều mụn ngứa không chịu được cô ta nghe vậy thì giật cả mình xanh mặt hỏi ngươi làm sao biết được Diệp Trần cười một cái cao giọng bảo tâm bất chính đời tư hỗn loạn chính là kết quả đấy cô ta thẹn quá quá giận bước nhanh về phía Tần Sương tuyết quát lớn ngươi đang nói lung tung cái gì vậy Tần Sương nhi đây chính là thần y cô tìm về sao bỏ ngoài tai những lời cô ta quát tháo anh lại nhìn sang Tần Sơn nói thêm vị tiên sinh này tôi thấy ông hai mắt có điểm đen con ngươi vô thần thận khí không đủ sợ rằng hiện tại đứng trước mỹ nữ cũng rất khó lên nữa ông ta nghe vậy thì điên tiết quát ăn nói linh tinh thân thể ta rất tốt diệp trần tay để vào túi mặt vẫn điềm tĩnh bảo chúng ta đừng cãi nhau ở đây trước tiên vào xem thử tình hình bệnh nhân đã hai người kia nghe vậy đã có chút bất ngờ và sợ hãi khi nghe lời này đột nhiên bên trong một tiếng hét lớn vọng ra khiến mọi người phải quay đầu chừng mắt bất ngờ không ổn rồi lão gia tử không ổn rồi tần sương tuyết tức tốc chạy vào bên trong còn hét lớn tên diệp trần nhanh đi cùng tôi vừa vào đến phòng ông thì cô đã hớt hãi gọi lớn ông nội bên trong phòng bác sĩ đang tập trung cao độ tim mũi thuốc kia bên cạnh là một chàng trai đeo kính có âm khí phát ra vô cùng đậm quay đầu gọi Sương nhi trước tiên đừng làm phiền bác sĩ khi mũi thuốc kia được tim vào tay của ông nội thì diệp trần lại nhìn chăm chú đến nhăn mặt nghĩ người này người này thoạt nhìn tính cách đen tối không phải là người tốt khi ông nội đã bình ổn thì tần sương tuyết liền chạy đến bên giường gọi ông ơi cô bắt đầu sợ hãi đến không kiềm được nước lăng dài trên má chảy xuống thành dòng chàng trai đeo kính kia cúi người nắm lấy vai tần xương tuyết nói xương nhi tôi nghe nói lão gia tử bệnh rồi cố ý mời ngô hội trưởng hiệp hội y học đến chữa bệnh cho lão gia tử tần xương tuyết quay đầu trên khóe vẫn là nước mắt không ngừng chảy xuống lại cố vững tâm đáp lời cung thiếu gia ông nội tôi bị bệnh tôi tự mình tìm người đến không dám làm phiền trung thiếu gia anh ta nghe vậy thì có chút thất vọng nhìn về sau diệp trần nghe câu nói của tần xương tuyết cũng ngầm hiểu mà nghĩ Tần Sương Nhi rất ghét Trung Thiếu Gia nhỉ. Xem như vẫn có điểm phân biệt, tên Trung Thiếu Gia kia đứng dậy giọng điệu thay đổi. Kênh kiệu hơn chút còn là phe về gia thế gọi Sương Nhi, không phải Trung Gia và Ngô Hội trưởng có quan hệ. Ngô Hội trưởng sẽ không dễ dàng ra tay chữa trị, Diệp Trần xem như nhìn rõ luôn ý đồ của hắn rồi. Tiến gần đến nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét nghĩ, cả hai đều là người xấu, đây là có ý định khác. Tần Sương Tuyết kiên quyết từ chối giọng nói cũng bắt đầu khó chịu bảo, Trung Thiếu Gia. Tôi sẽ tự mình tìm người chữa bệnh cho ông nội, không cần phiền trung thiếu. Hắn nghe vậy thì giơ tay muốn chạm vào cô nhưng bất ngờ Tần Sơn đứng phía sau quát lớn Tần Sương tuyết khiến hắn phải khựng lại. Tần Sương nhì đừng có không biết điều. Ông ta quay sang trung thiếu kia giọng điệu lại mềm mỏng chắp tay nói, trung thiếu thân phận cao quý, đến tần gia ta là phúc phần của tần gia. Sương Nhi, trung thiếu đối với cô một mực trung tình, nghe nói lão gia tử bị bệnh trong đêm liền lập tức mời bác sĩ ngô đến. Diệp Trần một bên chóng cầm quan sát biểu cảm của cô có chút nghĩ ngợi, tần Sương Nhi rất ghét tên trung thiếu gia này a. À hình như có chút phân biệt đối xử tần sơn bên cạnh không ngừng nói vào sương nhi nếu không phải trung gia và ngô hội trưởng có quan hệ tốt ngô hội trưởng sẽ không dễ dàng ra tay chữa bệnh đâu tên trung thiếu bên này lại nhăn mặt đến lạnh tay nghĩ đến ba tên ăn cướp trên đường vừa rồi không khỏi chửi thầm đáng ghét người phái đi không bắt được tần sương nhi ngược lại còn để cô ta mang bác sĩ về không được không thể để hắn làm hỏng kế hoạch thôn tính tần gia của ta được nghĩ rồi hắn lại quay sang họ ngô kia hỏi ngô hội trưởng tình hình bệnh nhân sao rồi họ ngu kia quay đầu với nụ cười gian xảo như đã mưu tính từ trước với trung thiếu kia tần xương tuyết nôn nóng hỏi hắn bác sĩ ông nội thế nào rồi hắn một mặt buồn bã như không thể làm tròn trách nhiệm đáp lời cô bệnh nhân đã mất sự sống nên hãy chuẩn bị tăng lễ đi cô nghe vậy thì như chết đứng tại chỗ đôi mắt trợn trừng mặt lại tái đi liên tục nói không thể không thể nào cô lao đến bên giường nước mắt trào ra một cách không tự chủ thương tâm gọi một tiếng ông nội diệp trần cũng tiến đến bên giường của ông nội quan sát sau đó lại quay đầu nhìn họ Ngô kia đang lén cười một cái đầy ẩn tình còn thong dong nâng cặp kính khiến anh không khỏi nghi ngờ nghĩ, lão già tuy đã mất đi hơi thở như vẫn chưa chết, liệu Ngô hội trưởng này có biết cách chữa bệnh không? Tần Xương Tuyết ngồi bên giường tay đập nhẹ vào tấm mềm gọi ông ơi, ông đừng đi mà, ông vẫn còn chưa nói ra sản chia như nào mà. Tần Sơn lúc này cũng cuốn lên gọi lớn bố ơi, trước tiên hãy ghi rõ việc phân chia tài sản như nào đã, người đâu nhanh lấy giấy bút ra đây. Diệp Trần nhìn cái tình cảnh này thì sốc tận ốc thét trong lòng những người gia đình này bị sao vậy, ông già chết hay chưa còn không quan tâm. Chỉ muốn chia ra sản, Tần Sương Tuyết lúc này lại khóc nấc lên đến cơ thể cũng run rẩy hết ông ơi, tất cả là lỗi của cháu vì đã không đưa thần y về sớm hơn để chữa trị cho ông. Mặc cho cô có đau lòng đến nhường nào, đường tỷ bên này lại chống nạnh cười nhạt thẳng thừng đứng ra khiển trách. Lão gia tử đã chết rồi cô còn muốn lừa mọi người với cái tên hàng nhái này sao? khi lão gia tử còn sống cô đã không thể hiện lòng hiếu thảo ở bên chăm sóc ông ấy chính vì cô mà lão gia tử mới chết như vậy tần sơn đứng bên cạnh cô ta nắm chặt tay hung hăng hừ lạnh ra lệnh lão gia tử chết rồi hiện tại ta là tần gia gia chủ theo ta trước khi phân gia sản đứa cháu gái bất hiếu tần sương nhi nên bị đuổi ra khỏi nhà và tước quyền thừa kế đường tỷ độc ác lại châm chọc bảo không sai một phần gia sản cũng không được chia cho cô ta diệp trần thấy bọn họ cứ cãi nhau um sùm nên cái mỏ nhịn không được lại hoạt động khuôn mặt điềm tĩnh nhìn sang một bên này một tiếng. Ông Tần vẫn còn một hơi thở các ngươi chỉ muốn phân chia tài sản thôi, các ngươi không sợ Tần lão ra tử ban đêm tìm tới sao. Hai người bọn họ nghe vậy thì lạnh sống lưng Nga nhìn anh đầy nghi hoặc, đường tỷ nổi khùng nghĩ Diệp Trần muốn cướp đi gia sản liền đen mặt quát. Ngươi là ai? Một kẻ nhà quên quê mùa, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chiếm đoạt tài sản của Tần gia chúng ta sao? Diệp Trần cũng đã khó chịu ra mặt khoanh tay nhòn cô ta giọng nói vừa hờ hững lại vừa châm biếm bảo. Đám con hiếu thảo các ngươi thật là thú vị, các ngươi không quan tâm đến sự sống chết của lão gia tử mà chỉ quan tâm đến gia sản. Nghe thế cô ta và Tần Sơn đều nhột nhẹ mà bạm trợ quát ngươi đang nói vớ vẩn gì thế, Tần Sơn chỉ tay về phía họ ngô kia như sáng chói lắm bảo. Ngay cả ngô hội trưởng cũng xác nhận rằng ông già đã qua đời, ngươi nghĩ mình là ai mà lại làm ra điều vô nghĩa như vậy, đường tỷ hung dữ chống nạnh nói đúng vậy. Ngươi là cái gì mà dám nói những lời ở đây, Diệp Trần nghe thế chỉ khoanh tay cười nhẹ tâm đắc bảo đúng là tên lang băm. Lão gia tử trong mắt các ngươi là người chết rồi, nhưng đối với ta ông ấy vẫn còn sống tốt lắm, Tần Xương Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn anh hỏi, ý của cậu là ông của tôi còn có thể cứu? Diệp Trần nghiêm mặt chỉ tay về lão gia tử nói lớn, chẳng qua chỉ còn 8 phút để sống thôi, sau 8 phút thần tiên cũng khó cứu. Họ Ngô kia nghe thế thì ngạc nhiên đến khó tin bảo, chàng trai trẻ, cậu phải cẩn thận với những gì mình nói. Mặc dù tôi, Ngô Chấn, không thể nói rằng y thuật của tôi đã ở đỉnh cao, nhưng ở Hải Thành cũng là đức cao vọng trọng, cậu bảo ta là lang băm là vu khống. Trung Thiếu cười nhẹ xem thường tiếp câu, Ngô hội trưởng là phó hội trưởng hiệp hội y khoa Hải Thành của bọn bọn ta, y thuật của ngài ấy xuất thần nhập quỷ không nơi nào ở đây hoài nghi cả. Đường tỷ lúc này cũng cũng theo mà tân bốc họ Ngô kia lên tận mây, cô ta giơ tay về phía hắn cười khẽ nói. Trung Thiếu nói không sai, Tần Sương Nhi, nếu như không phải Trung Thiếu giúp Tần ra chúng ta làm sao mời được ngội hội trưởng. Tên nhà quê mà cô mang đến lại dám nghi ngờ ngài ấy, còn không mau xin lỗi Ngô hội trưởng. Tần Sương Tuyết không quan tâm bọn chúng đang nói gì, Cô lại một mặt tin tưởng Diệp Trần hỏi lại, "Diệp Trần cậu thật sự có thể cứu ông nội tôi sao?" Tần Sơn thấy cô cứ cố chấp như vậy thì tức giận quát lên, "Tần Sương nhi cô điên rồi, lão già đã chết rồi cô vẫn còn muốn tên quê mùa này gây rối ở đây." Diệp Trần đen mặt lại cười ma mị nhìn cô hỏi thách, "Cô cũng nhìn thấy rồi, không phải tôi không muốn cứu mà là bọn họ ngăn tôi lại." Tần Sương tuyết xoay người nói với Đường tỷ và Tần Sơn, "Nếu trong mắt của các người ông nội đã chết rồi, để Diệp Trần thử thì có gì sai?" đường tỷ khoanh tay cao ngạo bảo cũng không phải không thể nhưng nếu như tên cậu quê mùa này không chữa được tần sương nhi cô phải từ bỏ quyền thừa kế gia sản tần sơn một ruột với cô ta cũng bảo đúng vậy tần sương tuyết không một chút trần trừ đáp được một tiếng lại liếc nhìn diệp trần nói nếu như cậu ấy không thể chữa được vậy ta nguyện ý từ bỏ quyền thừa kế tần gia và tự mình đi khỏi tần gia